Và hôm nay bắt đầu với lại 1.000, hôm nay lệnh 1.000 lệnh bài bot ngày hôm nay. 100 lệnh bài bot trang sức và 900 triệu hoán phù bình thường. Làm nhá, bắt đầu. Chúng ta hãy cùng đến với những con bot đầu tiên. Những cái niềm vui đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh anh em nhá. Đầu sẽ có đó. Bot trang sức trước em này, bot trang sức trước. Đây, trang sức trước đây, trang sức trước đây. Ok. Cứ từ từ, khi nào anh bảo hâu đập thì hâu đập nhá. Để anh bói, anh bói tay, anh bói tay nữa. Trang sức em bói tay trước anh em nhá. Đó, anh em ai donate cho Bì Béo thì donate cho Bì Béo nha anh em nhá. Công em oánh lệnh phải bót nhiều mà. Này, bộ trang sức bói tay. Ba con này là xong không thả nữa nhá. Hiểu không? Rồi. Là nó đủ lượng trang sức để bói đó. Chúng ta kiểu gì cũng có những cái dây chuyền kháng tất cả đầu tiên. Chúng đọc 40. Thả tiếp đi em ơi, chưa có gì. Chưa có gì hot à? Chưa có gì hot. Cứu ánh này. Con này là phôi anh em ạ. Nội lực 140 là phôi. Này bói, không, trang sức thì bói tay anh em ạ. Sao nó cứ xoay thế nhỉ? Cái gì xoay anh trai? Trang sức bói tay. 9-5 con sau mới bói. Nhặt kìa anh Linh ơi. Biết rồi. Chậm một tí nhá. Chậm một tí, em từ thả từ chậm mà, em thả chậm. Không ông Sơn ông nữ on rồi, cứ từ mượn dược xét động sát anh em ạ. Rồi. Cứ đẹp ngưng này, em phải có một nhân. Chờ tí. Hâu đập đi. Bói cái tên này cái. Ok, có việc gì thế em à? Từ để gọi ông nữa cái. Trả lời một cái xong lại mất tích luôn. Ok. Trả lời xong một cái là mất tích luôn kìa. Thôi cứ thả tiếp đi. Tí anh nhớ đọc này như ấy. Thả tiếp đi. Duy ơi. Đây. Hai con một nha. Đồ ngon cứ đang gọi à. Nhớ là đừng có văng nha. Rồi. Ốp hơi a đuổi à. Hên xui thôi, set này set may mắn 43% anh em. À, dây may mắn 8 này. 5 này, 6 này, 9 này, thấy chưa? Không hề cùi đâu anh em ạ. Cứ hoa tiểu các thứ chưa? Rồi. Sao siết các thứ chưa? Lát đấy. Được gì chưa? Mới bắt đầu anh ơi. Mới bắt đầu. Em vừa ăn lại tôm mới luôn đấy. Cái này em bói tay tí cho nó hấp dẫn. Không được, đồ kia anh tay bá hồ anh đang cầm mà MPM mà lại chỉ dép em cái xong lại không thấy đâu. Em xem là có đang ở bên Thiên Sơn không. Không on bên Thiên Sơn luôn. On Discord là thế, on Discord của em. Nhớ là nhảy sang thì đừng có văng nhá. Không phải sân pin, tay bá hầu ấy. Rất siêu phẩm anh em ơi, anh em cứ bình tĩnh. bắt đầu rồi, từ để em đổi cái tiêu đề đâu anh em. Em đổi nhẹ cái tiêu đề được không? Cứ thả đi em nhé.
Em phải từ mà tận điện ảnh đi ảnh mà từng con điện một ảnh mà. À, điện ảnh à. Đấm một 1000 boss triệu hoán phù tên siêu phẩm. Đồ anh Linh ơi, rơi rất anh chưa xét động sát đâu 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 thầy chưa xét động sát kìa. Từ đây đi, về đây đi. Nốt con này đi, nốt con này đi. Thầy điện ảnh hơi chậm thề. Mất nó một ít dây chuyền trang sức rồi. Từ 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 nhá. Giao dịch thầy ơi, giao dịch thầy ơi. Rồi lấy xét động sát các anh em ơi. Giờ lấy xét động sát rồi đó. Bị xuất huyết dạ dày cơ. Đấm 1000 boss triệu hoán phù. Rồi, vào việc thôi anh em ơi. Xét động sát này. Xét động sát 98% may mắn. Rồi, vào việc này. Đêm. Xuyên đêm. Nhớ là đừng văng nhá anh em nhá. Anh em đi qua cho em một like nhá anh em nhá. Rồi, từ từ. Anh bán chút đồ rồi đó. Địa thân pháp 18 rồi. Cứ hất kỳ x1 luôn. Đồ đầy gai. Ừ, không tính. Đi tiền hơi nhiều. Anh ập rồi vào Discord bảo em đưa set. Ok ok thầy. Vợ con chị em chưa anh ạ. Em mới có người yêu thôi. Đấy, xét độ sát nó làm nên khác biệt rồi. Nhưng mà nó tâm linh. Nó vẫn là cái tâm linh hơn đúng không anh em? Nó kiểu là độ may mắn nó cao hơn. Ui dồi, làm chậm 40 mà không có gì nữa. Sức mạnh 16 luôn, nhưng cẩn thận. Từ nha. Xong cái ba con này từ từ nhá. Xong hai con hẹp. À, hai con này. Rồi. Anh bói cái tờ này, anh bói cái đông nhẫn này cái. Sao lại có cái gì, tiếng gì rơi kìa? Tiếng gì rơi đấy? Kết lòng tiền hương nàng, ra nhặt đi anh. Đúng một món. Đang phân vân cái đồ này. Đây nè. Bộ sát thủ rơi ra đúng một món lòng tiền hương nàng. Gấy đem được rảnh. Đầu tư chứ, hôm nay đầu tư mà anh em, hôm nay đầu tư tới luôn chứ. Vào đi em. Rồi. Tiếp đi em ơi. Đây. Hello anh Mập nhá, bật auto soi nhanh nào. Ở lết chưa cắt bao kìa, sao nói thế anh Tây Độc. Bỏ nhẫn đi, bình tĩnh anh em, rồi liên tục này. Ê, nó ngoắc chân gà kìa. Ngoắc chân gà kìa, ui rồi rồi, tao biết ngay mà. Rồi xong. Đội cơ động vào đây. Hai con đại luôn cơ à. Ui giời, nó còn thiên nhẫn ngoại lưu tinh nữa. Một con thiên ngoại nữa. Chí mạng nhỉ. Đội cơ động cũng hơi nguy hiểm tên này đấy. Ui là một con chân gà, một con thiên ngoại kìa. Ồ, chết một con chân gà rồi. Đâu chết con thiên ngoại. Chết con thiên ngoại rồi. Chết hết à? Chết đi lại đây. Chết hết. Từ từ nha, để em giúp vào góc lại. Căng thật đấy. Nó pick cho đánh màu chết, đúng rồi anh ạ. Này, con Gami này chắc không cần cho vào party đâu. Con bị ngay cạnh lấy ấy. Vãi cả vằng thật đấy. Hai con boss đại anh em ạ. Thì chiến đấu lại đi. Gặp hai con boss đại căng quá.
auto nhanh hơn hết rồi đó. Anh em yên tâm, có 100 cái lệnh bài trang sức thôi. Hết lệnh bài trang sức là em không auto, à em không bói tay nữa mà. Thích anh em. Đó đấy. Đợi dây chuyền nam chậm 40 kháng tất cả. Ok anh Giai. Ôi, ai lại donate thêm 100k nhỉ? Ôi, anh em donate nhiều ấy. Nhân này tự nhiên lại đi ra rồi. Bỏ con mục nhân đấy nhá, hay không? Ờ, đánh đấm con mục nhân đấy đi. Để đội cơ động vào đấm luôn, nhấn nhanh này. Đấm luôn con mục nhân đi. Giết con mục nhân nhanh em ạ. Sao lại đánh hôm nay đánh không được suôn sẻ nhỉ? Auto đi em nhanh còn đi ngủ. Nó có 100 cái lệnh bài thôi anh. Có 100 cái trang sức thôi. Mọi người ngừng donate đi nhé. Nhiều quá rồi. Không hề nhiều anh em ạ. Mà đánh luôn đi, sao mà bắt anh đêm một mình nhé. Em đánh mà. Mày tập trung hộ anh chứ chứ nào. Em đang đánh mà. Bảo người yêu đi ngủ đi. Ngủ rồi. Có điểm, có điểm là cứ bình tĩnh anh em ạ. Đang phải giết cái con mộc nhân ở bên kia các anh em nhé, chờ tí. Tự nhiên bị hở con mộc nhân ra ngoài, hài thật. Mới bắt đầu đánh anh Hoàng Tấn này. Mới bắt đầu đánh, nhưng mà đang bị chút trục trặc. Sao không đứng xuống cái góc ở cái thùng ấy? Đừng về nó sát tường hơn. Tự nhiên con Ngọc Nhân ấy bị chạy ra ngoài này, bực mình thật đấy. Tự nhiên con mục nhân nó phải chạy sang kia, bây giờ nó ra ngoài đánh con mục nhân. Mục nhân thì nó khỏe mà, mục nhân thì nó khỏe, nó bót đại thì nó yếu. Mấy con kia nhanh nên là cần treo con mục nhân. Mất 2 phút để đánh được một nhân điểm. Rồi, thả đi, thả đi, thả đi. PT lại chưa, PT lại chưa. PT lại đi, PT lại đi. Này không có thầy, thầy bị ốm anh em ạ. Sao cam em mấy hôm nay nó đỏ đỏ. Nó chắc là do bị cái gì ấy. Cam này bị đều mất rồi. Đấy, à, cho chỉnh cái cam khác nhá. Đơn giản anh em. Được chưa? Biến hình luôn được không? Được chưa? Biến hình luôn. Em muốn lết làm phát là biến hình luôn. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Đồ anh ơi. Đồ anh ơi, đồ anh ơi, đồ anh ơi. Được chưa? Thích cam này hay cam kia? Thích cam nào? Em biến hình nhanh lắm. Thích cam nào cũng được. Công nhận sức mạnh tuyệt vời để lại nhé. Ủa sao nó không tự xếp đồ à? Ăn may mắn vào ăn rồi anh ơi. Cam nào em OLED cũng mặt bự.
Ăn may mắn kìa thầy, vào giúp OLED cho nhanh. Ừ, thầy hợp lý đó thầy ạ. Thầy hợp lý đó thầy ạ. Ôi được viên huyền tinh 7 á. Ôi thơm nhở. Được thực sự. Được đợi. Ngon. Ô thơm 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 thơm, điện ảnh đấy, điện ảnh đấy. Nước con bói đen nha. Ờ, nước con bói nha, nước con bói nha. Thơm 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 thơm. Ú, được viên huyền tinh 7 anh em ạ. Trời ơi, đống này có gì hot không? Ui, sáng lôi 23 kìa. Ui, kháng tất cả 8. Ui, ảo nhờ. Kháng tất cả 8 mà chưa 10 ạ. Thì không, thiếu số 1. 15, 40 luôn ạ, kỹ thế. Thiếu số 1 đằng trước thôi. Dây đẹp mà. Thiếu số 1 thôi. Ôi, nhấn chút ngoạch ngon. Để, chống độc 40. Ui, làm chậm 40 xin được 109 này. Được nhá. Được cái dây kháng tất cả 8 anh em ạ. 8 được rồi, lên trung cấp rồi. Lên rồi, lên rồi. Nhưng mà quan trọng nhất được viên huyền tinh 7 anh em ạ. Bây giờ huyền tinh nhỉ? Bây giờ huyền tinh nó ngon lắm anh em ạ. Nói thơm, được viên huyền tinh 7. Thả đi em ơi. Rồi ok. Thế giờ chuyển thổ 8 nó nhiều thà, không biết cái mua rồi anh ạ. Cho xe dùng. Đồ anh ơi. Ý anh có vẻ ngon hơn em OLED ạ. Có khi nào shop hồi nhầm viên huyền tinh 7 không? Ui, thế thì nó lại điện ảnh quá, làm viên huyền tinh 7 nữa đi em ơi. Tinh thì còn nhiều là có trang sức không? Còn 40 con. À, thơm, cứ từ từ thôi. Huyền tinh 7 được 2 kim không, em nghĩ bây giờ tầm đó. Không, cũng phải tầm kim, kim rưỡi, nói chung em không rõ lắm. Nhưng mà giờ nó giá trị. Ôi, cái gì đây? Nốt con nhá. Từ 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 từ. Em hâu rồi đấy, em hâu đập rồi đấy, nốt con rồi đấy. Rồi. Ồ, kháng tất cả 8 nè, hiện 1 luôn nè. Thơm nhờ. Hôm nay nhìn có vẻ ok đấy. Ánh trăng nói hộ lòng tôi rồi. Ui, 40. Ô, 11. Ê, ai kèo kèo nữa nhờ. Kèo đâu nhờ. Có con dây căng tất cả 11 rồi nhờ. Kèo đâu, kèo đâu. Có con 11, có con 11. Ngon. Đâu nhở, em không nhớ ai ra kèo em mà trên kháng tất cả 10 là có tiền nhở. Thơm thơm. Ôi, cái gì đây? Ui, sinh khí 20 ạ, trời ạ. Ôi, nhìn tiếc á. Ui, nhìn kìa. Ui, nhẫn nhở. Nhìn kìa, cứ tưởng 20, nhìn tưởng 20, 40 phải không? Nhìn tưởng khác hỏa. Xin lực đẹp. Ui, 25, 20. Được một cái dây kháng tất cả 11 này. Được cái này hiện một ngon này. Không sao anh em ạ, cứ từ từ bình tĩnh. Chứng tỏ em OLED đen à? Có thể là như vậy anh trai, không sao, không sao, cứ bình tĩnh. Tráng 40 mà lại hiện 3, à ẩn 3. Sinh khí 15x, khí em bị tráng à. Bà bát tiếp em à, hôm qua admin xem cười hô hố. Dô một khúc, nay đỏ chứ. Mặc xe động sát rồi anh này ơi. Mặc xe động sát rồi. Còn 30 con nhá. Đang mặc xe động sát này anh em. Bảo AD đưa mộc nhân để FD cho, trời ơi. Làm gì AD đâu có bán mộc nhân đâu anh. Chỉ có F event thôi mới có thôi. Rồi hold up. Nó con này hold up. Con rồi. Không rồi, thấy rồi. Mặt áp lực chưa? Rồi. Mặt áp lực anh em ạ. Rồi từ từ. Rồi đấy.
thể lực hiện 3. Ngọc bội em nghĩ là không ăn thua. Giờ thì em đi lấy cục đá nhá. Để dây thổ 11 cho anh giá sinh viên đó. Dây thổ nó là hệ gì nhỉ? Ok anh giai. Đâu rồi? Em bị béo đâu rồi? Anh em đi qua cho em một like nha anh em. Hôm nay anh em cho em một like đi. 565 anh em mà chỉ có hơn 100 like. Anh em cho like đi cho nó. Cho nó lên đề xuất đi. Hôm nay cố gắng hơn 600 view đi anh em. Được chưa? Thả đi em. Đây, chờ mở xuống cấp đấy. Dây thổ không, ý là hệ là nam hay nữ ấy. Rồi có việc nhá. Cứ mở đi. 20 con nữa. Nó bình tĩnh. Cứ tầm 10 con chắc là full rồi. Làm thủy tinh. Làm thủy tinh thơm. Nice try. Lại lực thủy tinh luôn kìa. Thơm. Ngon nhỉ. Này tay. Cái gì mày? Mày thả từ từ thế nào? Rồi, bỏ đi. Ngon thế, húp nhỉ. 10 con đúng không? Không, còn 14 con nữa. Em bảo em thả từ từ mà. 6 con mà 2 viên thủy tinh nữa, thơm nhờ. Từ từ tao phải nhặt được 2 viên thủy tinh nữa, tao bói sau. Ai chả anh gà xem rồi kìa. Đâu anh gà đâu. Anh gà kìa. Ôi thôi anh gà xem rồi. Hỏng rồi. Bói đi anh. Hỏng anh gà xem rồi. Huyền tinh gì đấy? Không biết tính 5, thơm huyền tinh 5. Thơm. Anh gà xem là nguy hiểm đấy. Nguy hiểm. Sao không bói mấy kia trước để di chuyển bói cuối cùng ấy. Ok, nhất trí luôn. Thằng lô 29 này. Được. Ôi nội được 1 điểm luôn. Nó hơi điện ảnh tí thôi anh em thông cảm. Ban đi cho đỡ sợ. Nghe không có vẻ hợp lý nhỉ. Cái gì đây? Ui chuyển hóa có 2 điểm kìa. Chuyển hóa 12 điểm thì ngon nhỉ. Ờ tiếc đấy, tiếc cái nhẫn đấy. Phá hỏa 20 luôn. À còn dây chuyền nữa. Mười 4 con nhé. Ok. Dây nữa 14 này nữ. Rồi tiếp đây anh em ơi. Hello tất cả anh em nhá. Em mà có quên chưa chào ai thì anh em thông cảm nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ủng hộ em OLED nhá. Đi qua cho em OLED một like, một share, một subscribe ủng hộ kênh em nhá anh em nhá. Đồ lòng em là cái gì đây? Thằng em Khánh. Mai tiếp trang sức không á? Có ủng hộ là phang tiếp ngay. Yêu cầu đất băng anh gà hay. Anh gà xem cái anh gà làm gì cứ bị anh em đòi ban. Anh em góp người 10k 20k góp củi thế thì tuyệt vời quá luôn. OLED ban nick thầy đi. Ê từ từ nha, sắp phun. Đập này, nốt con này. Mấy con đấy, thả mấy con đấy? 5 con nữa. 5 con nữa. Xin được 150 luôn. Cho nó cẩn thận luôn. Ui làm chậm 40 à. Trời.
Gì nổi tiếng gì em? Cho thằng Việt ngồi. Rồi, năm con cuối cùng đi. Đợt này thằng Việt bỏ anh rồi á. Việt nào? Hello anh Huỳnh Lượng nha. Năm con cuối cùng á. Hello anh Blade đây, Sở Cốt nha. Đâu tiền đâu, hôm nay em đi bốc bát anh ạ. Hôm nay em bốc cái bát gần 1 triệu bạc á. Được à, kháng tất cả 8, kháng tất cả 11. Rồi, gói nốt đi anh. Năm con cuối cùng á. Hết rồi. Hết rồi. Ui giời ơi. Rồi bắt đầu vào việc đi em ơi. Rồi 100 con bot triệu hoán nhá. Sao lại 100 con bot triệu hoán? Ở đó 1.000 con. Rồi bắt đầu đây anh em ơi, bắt đầu công nghiệp nhá anh em nhá. Nói chung là 100 con trang sức thế là một, ok hết rồi. Hết 100 con trang sức rồi anh em ạ, 100 con trang sức là ok rồi. Hai viên thủy tinh với lại hai viên thủy tinh cũng xem hòa vốn đấy. Một huyền tinh 7. Một viên huyền tinh 7, một huyền tinh 5, hai viên lục thủy tinh hòa vốn đấy. Tinh hồng. Tinh hồng. Thủy tinh. Thử nay xem lại cái lọc đồ của nó. Rồi, nốt tơn đi. Ok đấy. Cứ thả đi anh xem. Rồi, rồi. Bây giờ giữ lại dây chuyền thì khéo này. Bây giờ giữ lại. Này lên hơn 600 rồi không? Hơn 600 chưa anh em? 608 rồi, 608 rồi. Lên tiếp đi anh em phải đẩy view giúp em chứ. Anh em phải chia sẻ đi chứ. Lên 1.000 nha anh em. Đúng không? Em một lết cống hiến như thế, nhiệt huyết như thế, cần gì nữa. Điện ảnh như thế, cần gì nữa. Làm quả đào top 30 nữa. Anh gà thả cho quả dây chuyền thắng được cả 20, anh em cũng mến anh gà. Úi giời ơi, thế thì nó lại điện ảnh quá. Được không? Rồi, được, phun đồ, phun đồ rồi. Nốt. Phun chưa, phun chưa, đâu có phun nữa, rồi. Nốt, rồi, phun rừng rồi. Từ hậu đập nha. Từ đầu xem ngặt hay gì vậy. Cái gì đây? Ui, sắp 186 luôn rồi. Nguồn nợ không 186 rồi. Bốn mươi phòng đúng đến 1 điểm luôn ạ. Cho nó cẩn thận luôn mà. Còn mấy cái này... Còn mấy cái này có sắp thương rồi. Tiếp đi em ơi, thả đi. Đúng rồi, anh em cho em mỗi người một like đi để em làm lại cuộc đời đấy anh em. Cứu rỗi linh hồn đi em đi còn gì nữa. Đặt đồ. Nghe nó ố dề nhỉ. Ờ, cái dòng bỏ qua em cũng tưởng là kỹ năng vốn có, đang bất tình lình giật mình đấy. Thả tốc độ nhanh lên tí em, cái này thì hiểu rồi đúng không? Nhưng mà vẫn phải điện ảnh tí. Ờ, vẫn phải điện ảnh. Thực ra là nó bán đồ cũng nhanh mà. Mặc xét động sát này nó. Hello anh Xin Hoàng nhá. Ui, nhạc của em thì amazing rồi. Hello anh Gamota nhá. Hello anh Hoàng Đức Tuấn. Hello anh Văn Vũ nhá. Hello anh Holy Gun nhá. Nói chung là hello tất cả anh em đi. Chào từng người thì thôi, giờ này thì em xin phép nhá. Đồ này màu ấy. Dây chuyền giữ lại à? À, dây chuyền rồi, dây chuyền rồi, giữ lại rồi. Giữ rồi. Giữ rồi. Giữ dây chuyền rồi. Ui là cái gì đấy? Bỏ con né tránh à? Rồi em thấy rồi, em thấy giữ dây chuyền rồi. Hello anh Trịnh Thanh nha. Rồi giữ rồi. Vào. Vào nó cái anh em nhỉ. Công nghệ vào đây, em dừng rồi đấy. Để em đổi lại bỏ. Va cái dây chuyền không? Va cái dây chuyền nó cái nhỉ? Va mày cái. Ui giời, kháng tất cả hai ạ. Điện ảnh thế luôn. Hay là phải nâng lên bot trang sức nhỉ. Tao thấy được cái bot này nó cứ ốp cứ đần đần á. Phải bot trang sức thì tao thấy nó mới lên được. Không. Nâng thì bây giờ phải là mộc nhân nâng lên chứ làm sao triệu hoán phù nâng được. Đúng không? Không chỉ như triệu hoán nâng lên được mà.
Triệu hoán tao đi nâng nó 10 vạn này, triệu hoán nào mà nâng lên được. Ồ, đúng rồi, thật đấy, anh gà vào rồi em ạ. Nó toàn thiếu số anh không gà. Rồi cho anh gà vào đúng không? Bán đi, đánh xong hot thì mở lại, không đâu, đơn giản. Đã có gì ngon chưa? Mấy có cái dây 11 là cao nhất rồi anh ạ. Kêu thầy vô đồ sát anh gà ngay à. Lại xuống tiểu học, hỏng hết cái bánh kẹo rồi chứ. Thầy giúp mày làm gì đây? Ôi làm thủy tinh, thơm. Ngon. Mít. Đứng lui ra đi, cứ đứng giúp ở đây làm gì nhỉ? Nó bị vướng này. Nó nhìn nó rối mắt đấy. Cái gì đến cắt tường nó cứ vứt ra như nào ta? Nhặt viên thủy tinh đi, nó cứ vứt. Rồi đúng rồi, 3 viên thủy tinh là thơm. Ờ thầy khả năng hôm nay mua giải của ai ấy. Ngưng nha. Sao lại ngưng? Bình thường mà. Bình thường hả? À? Bán nốt mấy cái đồ xem đồ gì rác không bán luôn. Chật. Cái này có cái gì mà nó nhặt nhỉ? Giờ chỉ lấy phôi chứ đâu có giá trị bằng trang sức, nhưng mà nó ra tất cả mà anh. Nó ra tất cả mà. Trang sức nó vẫn ra mà anh, có phải nó không ra trang sức đâu. Nhưng còn cái lệnh bài kia là lệnh bài chỉ auto ra trang sức. Anh hiểu không? À, nó là như vậy ấy. Hai nến cắt tường, 3 thủy tinh, khá là ok rồi đó. Hôm nay đánh nhìn lệnh bài boss với set may mắn 98% mà. Cho cái nhạc lúc đầu đi like chứ. Em bật nhạc này cho đỡ bị bản quyền đấy anh em ạ. Tại em đang làm clip mà. Thả à, liên tục đi em. Nghe rồi. Bảo người yêu đi ngủ đi. Đâu, em đang nhắn tin cho đại ca. Nhưng mà trang sức nó ra thủy tinh và huyền tinh ngon hơn à? Em cũng nghĩ vậy. Tại vì em không có tiền nâng lên trang sức. Em thấy nó cũng hơi căng. Một tinh còn tính ra là khoảng tầm 2 triệu. Hơn triệu, triệu mấy. 1.000 con bây giờ cứ tính như là để em xem nào. 10.000 vạn. Ôi võ lâm mật tịch thơm. Được một võ lâm mật tịch. Một nghìn con à. 10.000 vạn kèm với lại 100 là khoảng tầm 100 con là. Từ từ nhá, đang bị phun, từ. Nốt hai con đi thôi nhá. Rồi, hầu đấy. Từ. 40.97 luôn cho nó cẩn thận ạ. Ui rồi. Ui 20.14. Lấy lệnh bài boss nâng lên ngon hơn chứ đánh gì thì mới phôi. Sao lại không có gì hấp dẫn anh? Sao lại không có gì hấp dẫn? Nó đỏ đen cả thôi mà. Ai hiểu, một cái lệnh bài nó là auto trang sức, một cái lệnh bài nó là auto vũ khí, và một cái lệnh bài nó là tất tần tật cái gì cũng có. Anh hiểu ý không? Thì em để cái tất tần tật thôi. Ra quần áo thì mình làm phôi, còn ra trang sức các thứ thì mình bói thôi. Đơn giản mà. Nó vẫn ra như bình thường thôi mà. À, tại vì sao em không nâng lên đó? Tại vì nó đắt.
Nói thế cho nó dễ hiểu. Cơ bản là nó đắt, mình không đầu tư nhiều. Mai 100 vũ khí em hút hít thì em có rồi. Để mà nói bán anh Linh ơi. Ờ. Bán đi. Ngừng. Cái ông Thiên Nhẫn ố dề đến đây hình như vừa nhặt cái mất cái áo hay sao ấy nhỉ? Bảo nó đi ngủ mai nó bỏ. Ai cũng muốn đăng lên mà tiền đâu thì mọi người. Ờ đúng rồi, thả tiếp đi em. Ý nói bói từng từ, bói từng con á, bói từng con hấp dẫn á. Bói từng con anh muốn xem đến sáng không? Thực sự á, nếu như anh muốn xem bói từng con thì anh muốn xem đến sáng không? Huyền tinh nhờ. Ôi hai viên huyền tinh luôn à? Hai viên huyền tinh đấy, không biết huyền tinh mấy. Ui hai viên huyền tinh ba. Vẫn xếp thất bát anh ạ. Chắc là anh xem của Khải nhiều rồi đúng không? Đúng không? Đây xem live stream của Khải nhiều đúng không? Hay là xem live stream của thầy nhiều. Tinh hồng giờ này có cần đâu nữa nhỉ? Hello anh em nhá. Hello anh Nguyễn Đạt nhá. Xe vào xanh thì bói con cho vui nhá. Đúng rồi, xe vào xanh thì tầm này thì bây giờ phải công nghiệp chứ. Giờ không công nghiệp thì thôi, bây giờ cũng phải công nghiệp mà. Hello anh Kenny nhá. Từ từ thế nào, nó không kịp nhặt, nó bị bung đồ ấy, em hiểu không? Từ từ đấy. Em thả từ hai con 2 con 1 à. Vậy lúa thế nhỉ. Nhiều khi nó rơi ra ngồi nhiều tới sáng cũng được mà. Anh chỉ có thể ngồi tới sáng được, nhưng liệu anh em ở đây cũng ngồi được tới sáng hay không chứ còn. Liệu đồng hành cùng em còn... Dòng chữ giới thiệu xe mới size 5 kìa. À 2022 à? À, em xin lỗi nhá. Để em sửa lại cái năm cái 2023 rồi cả, ngáo nhỉ. Nay TT nhiều đó. Em tương tác nhiều mà. Thề luôn với anh em là chả có ai tương tác nhiều như em, hứa luôn. Chả có ai tương tác nhiều. Thiên Nhẫn ú dề này đi ra đi. Chả có ai tương tác nhiều như em luôn. Chả có ai đọc từng cái comment mà chả có ai dép từng cái comment như em luôn. Chỉ nhiều khi mà nhiều comment của em không đọc kịp thôi. Bố như Khải sẽ sẵn sàng giới thiệu cái gọi là lọc xe vào. Đây là gọi là lọc đó ở xe vào thử nghiệm nay thì. Rồi anh Thủy Tinh à? À em xin lỗi. Anh em cứ ghi tắt thì chết giả. Vô công rồi nghề mới. Một người hai người xem không quan trọng, cho chuyện chuyện vui là chính ấy. Em thì cái vấn đề là liệu anh em có trò chuyện được hay không. Chứ còn em ngồi đến sáng suốt, nhưng anh em lúc sau anh em ở đâu. Vào tấm kim còn xào lơ được chứ đừng nói auto bối đồ. Đổi góc nhìn nó lép như con lợn. Anh nói thế em không căng thôi chứ em mà để bóp eo bóp thon thì là bóp mặt là đẹp dai ngay. Mày từ từ, mày từ từ cho anh tí anh bóp cái mặt anh cái. Rồi. Từ từ nha. Bóp cái mặt cái. Từ bóp cái mặt cái. Từ từ. Bóp cái mặt cái anh em ạ. Được chưa? Mặt thon chưa? Ok chưa? Ok chưa?
mặt thế này thon thon gọn đi anh em. Ok chưa? Ok rồi. Được rồi, đẹp trai rồi, đánh đi. Được chưa? Đẹp trai rồi đúng không? Rồi đẹp trai rồi. Cũng trên thì xấu trai rồi, chấp nhận. Ui tóc 30 21. Cái gì? 30 15 21 luôn này. Được này. Được. Được. Đồ hơi nhiều. Ủa chú lầm xe chứ còn gì nữa. 30 45 21 thì nó lại lọc về luôn nhỉ. 30 45. Đúng không? 34 45. Đó, ông giáo đó gì? Chỉ em đẹp biết mà. Mất cái chắn bùn nhìn không quen à. Có món nào ok cũng khá khá rồi anh ạ. Ý nó em sâu sâu và công nghệ va cho. À, thì những OJ này của ông giáo bọn em biết từ lâu rồi. Server sắp 12 đó rồi, chưa có một... còn lâu anh ạ. Ồ, hàng kia môn phái lâu lắm. Nhìn OLED tụt mẹ nững ơ kìa. Nãy giờ chưa có gì dây chuyền nào giữ lại nhìn cho nó điện ảnh nhỉ. Nãy giờ không có dây chuyền nào nhìn điện ảnh nhỉ. Không biết nãy giờ em có văng câu nào không nhỉ? Làm quả 30, 45, 90 thì nó lại 10 điểm luôn. Đúng rồi anh em bổ em quả like đi. Anh em bổ em quả like đi. 600 người lại tụt về hơn 500 rồi. Buồn thật đấy. Để anh văng nhở. Thôi đừng anh đừng vào. Em sáng em cắt clip ơi bị mệt luôn. Hello anh Tuấn Anh nhở. Ui cứu rơi linh hồn anh. Anh Tuấn Anh cứu rơi linh hồn em coi. Em phải bốc cái bát để em đánh cái lệnh bài bot này anh Tuấn Anh ạ. Cứu rỗi linh hồn em ít đấy. Chuyên môn có câu này cho anh em. Ý anh em xin lại đưa một hình. Cái gì? Đặt đồ đi anh. Cái là sao nhỉ? Anh còn cái nịt nhỉ? Em chưa hiểu. Này bao nhiêu cái? 1000 cái anh ạ. Ông giáo đứng đây. Nhiều khi nó văng hết đồ ra. Anh nhặt anh vứt ra đấy. Nha. Ông giáo đứng ra chỗ khác đi ông giáo ơi. Nãy vừa nhặt mất viên huyền tinh 6 rồi đấy. Cái gì? Nãy vừa nhặt mất viên thủy tinh. Nhặt sao được tinh 9 ta còn nhặt. Đấy huyền tinh 6. Hầu đập nhá. Đồ hơi nhiều. Đâu. Nhặt hết. Thành ra cái gì mất cái đấy. Đấy cứ trả thì bớt đi anh. Đấy nó rộng rỗ. Thần nhặt cho nhiều. Không có cái con gọi là năm độc là nó giật chết con Thúy Yên để mình ra lụm tí tiền. Cái gì 25-40 luôn nữa, cẩn thận nào. Văng đồ kia tùm lum mà cứ bình tĩnh anh em. Rồi tiếp đi. Ồ lên giá rất là yêu. Ông giáo phải vào thằng này cũng lụm chứ nói gì là đồ. Như cái mâm luôn văng ra người ta nhặt hết rồi. Thì đố ông giáo như này. Văng ra cái chứ còn cái nịt. Nó không giữ dây chuyền nào nhé. Ô lết làm gì? Ơ anh em lại nhầm. Em có lết đẹp dài như này mà anh em bảo là không người yêu đùa. Người em đang ngồi xem livestream đấy, đừng có đùa. Người em hơi bị xinh đấy, có đùa. Anh thấy để góc cam cũ hay hơn à? Ok anh Thái, đơn giản. Gì chứ còn em ô lết thì phát một này. Anh em thích cam nữa không? Em 3-4 cái cam cơ. Chuyển cao nào cũng được. Được không? Idol mà mình béo. Tôi mất quan điểm ngay. Em nhìn em điện ảnh như này em à. Ôi huyền tinh. Lại huyền tinh 3. Người OLED có được 16 cái gì sao lại được. OLED nặng 100kg không? Gần anh ạ. Gần tại đấy. Không đẹp còn nhiều ca mà hơi mập tí thôi. Người OLED là cái gì? Người OLED là thầy 26. Người em tên là Nhi anh em ạ. Đùa anh em nghĩ như nào. Chết thật đấy. Ui 40-28 luôn cho nó cẩn thận nè. Đẹp luôn nè. Đó phải đập nè.
42898 luôn cho nó cẩn thận nè. Đồ đồ này anh Linh à. Đỡ phải đập luôn cho nó cẩn thận luôn. Đờ. Đấy chưa? 42898 đẹp không? Cho nó cẩn thận luôn chứ không cần phải đập đồ nữa luôn. Nhi nhõng nhẽo, cái gì mà nhi nhõng nhẽo đây? Nhi ngu bư Trần Đức cái gì? Ngồi chơi game thời gian đâu mà chịt nữa. Anh em cứ nói thế mất quan điểm, em OLED đâu có bao giờ đầu óc suy nghĩ nó điện ảnh như vậy đâu. À tình yêu chân thành đúng không? Tại sao anh em lại cứ nghĩ những cái việc nó điện ảnh như nhỉ? Anh em có thể nghĩ như một cái nắm tay, một nụ hôn đúng không? Một cái ôm trong mùa đông lạnh giá như này đúng không? Sao anh em lại cứ những cái suy nghĩ nó suốt ngày nó lúc nào cũng văng như vậy nhỉ? OLED tắt cam thì đẹp sai hơn. Nhìn em OLED như thế này anh em cứ những cái suy nghĩ nó phức tạp thật đấy. Hello anh Trần Việt Mỹ nha. Đúng rồi, kênh văn hóa anh em toàn văng không. Đúng không? Mất quan điểm. Lễ bào cái gì đấy? Lễ bào cái gì đấy? Lễ bào bí kíp ạ. Cái gì đây? Thở cái gì đây? Người yêu chuẩn bị bỏ. Ê, anh em nhầm người em, tình cảm của em với này Nhi ơi bị đập sâu đấy. Anh em nói thế mất quan điểm. Thả auto cái gì? Nắm được tay sờ ngay được. Anh em đuột này. OLED có mà nghĩ thịt này nọ. Văn vỏ đằng cuối xuân ở đâu em đang mở xem bí kíp gì không? Em đầy bí kíp. Anh em thích em làm một cái clip chỉ mở bí kíp thôi. Đó để lúc khác nha. Thầy xong tôi đang chuyển đồ đi anh Linh ơi. Mấy kia đi cho nó nhiều đồ quá. Người em ngừng rồi đấy. Rồi từ từ nha. Chuyển đồ, chuyển đồ. Chuyển đồ ấy. Cái gì? Anh em nói câu gì đây? Nghe nó hơi bị văng đấy nha. Chờ em một tí em chuyển ít đồ đó. Ô hôm nay cái tỷ lệ xuất hiện tẩy tủy kinh nhiều thế mà hôm nay chưa ra nhỉ. OLED ơi anh yêu em, Trịnh Ngọc Linh là tên người yêu à? Trịnh Ngọc Linh là tên em, chết sợ. Hỏng rồi con. Anh em có những cái suy nghĩ này là hơi bị văng đấy. Suy nghĩ nó phải điện ảnh lên tí nữa. Mở đi em ơi. Cho coi cam bên phía người yêu em. Cái gì? Cho coi cam bên phía người yêu em nhé. OLED là sao? OLED đeo khẩu trang và auto hot girl. Em đeo bình thở oxy được không? Đúng rồi, em tên Linh mà. Trịnh Ngọc Linh là tên em mà. Bỏ người yêu đi OLED chuyển qua chơi BD vụ ơ kìa. Đùa thật. Thứ nhất em đâu. Hello anh Quý LP nha. Nếu như anh mà có nhu cầu em xin giới thiệu anh. Một người anh giáo. Em, ông giáo. Uy Linh Kiếm Thánh. Đúng không? Kiếm của ông giáo của em chỉ có thể nhúc ít của đối phương thôi. Đúng không? Đây, mà hôn OLED. Em đâu, em có nói gì đâu. Mày đừng ngậm tức phun cây nhá. À, đừng có phăng. Thì mày đứng à. Ngậm mứt cun cây nhá. Ok chưa? Cái tên là biết vợ thầy 26 em mình ở. OLED đeo áo cái gì? Buồn cười ta đấy. OLED đẹp trai thật mãi yêu bồ OLED. Được anh. Được anh uy tín đấy. Em cũng biết em đẹp trai mà. Đội hơi béo tí thôi nhưng mà em cũng biết em đẹp trai mà. Sao? À, anh em có những cái lời như thế có phải vui không? Anh em thì cứ phải bảo OLED một tạ chưa rồi OLED thì BD không trời. Chờ tí nha anh em nhá. Còn nãy giờ chưa giữ được cái dây chuyền nào cơ mà. Ảo thật đấy. Vừa được cái áo 42-28. Đỡ phải đập đồ anh ạ.
Ui cái áo này mà phục hồi 40 là cũng khá là cẩn thận đấy. Ui à, 25-40 mình cứ tưởng hệ thủy ạ. Rồi mở đi em ơi. À từ. Ui mở rồi. Chưa? Mở rồi. Đó, nhặt nốt tên đấy. Mở chưa? Full đồ. Bó là mất tịch à? Đâu? Đây. Rồi, ngon. Rồi, ngừng này được. Ngừng đi anh, lốc nhặt đồ. Chờ em một tí nha anh em nha. Chờ em một tí em văng ra. Bị full đồ anh em ạ. Bạn em đang chơi đấu trường chân lý đang chửi ở trên đúng không nhỉ? Chờ một tí em đọc comment anh em chờ tí. Thảo thật đấy, bình tĩnh nha. Mới 12 giờ mà tụt hết cả view rồi. Chờ một tí. Chờ một tí em chưa đọc được comment. Đang lốc ạc sốt cái năng tốc độ bàn thờ cái năng. Chờ một tí nha. Ôi giời, sao lại có ạc mình chưa tạo cái này nha. Cái gì đây lại thở rồi. À lọc âm. Đấy. Rồi văng đi em ơi. Văng à, tiếp đúng không? Đồ ghê anh Linh. Rồi cứ bình tĩnh, tôi vẫn đang set up một tí. Rồi thả đi. Ui à, thở luôn đấy. Ông giáo chơi con Luân tốc 30 xuất dù khải giao lưu kiếm thật đi ra lại dù. Hello anh Hình Lượng nhá. Mình mới ấn hai like cho bạn thôi. Em cảm ơn anh B3 Min nhá. Cảm ơn anh Giai. 253 vô server cày không khắc chế rồi. Ok anh, được anh. Có em một lết này vào bằng em một lết luôn. Một lết đeo chim giả. Một lết ơi, chim của anh bé hơn một. Cái gì? Văng thật đấy, anh em chơi có những câu từ nó khá là văng. OLED sâu kêu cho anh em, OLED có cục dung không? Cái gì đấy? Tóm lại phải ra đao xương tình. OLED không đấu kiếm mà chơi súng lục thôi. Cái gì anh em đùa, em chơi thắng nha. À, giữ dây chuyền rồi. Nãy giờ mới thấy giữ dây chuyền đấy. Dây gì nhỉ? Nãy giờ mới thấy giữ dây chuyền anh em ạ. Hơi văng đấy. Giữ dây chuyền rồi. Bà con. Gái đi. Rồi, để bói cái đã. Cái này có cái gì mà nó nhặt nhỉ? À bỏ con nó tránh.
Thể lực 200 luôn, cẩn thận. Ủa, đấu kiếm với thầy được không? Không anh ạ, à, em giới thiệu kiếm thánh Uy Linh mà. Em biết đấu kiếm đâu. Rồi mở đi em ơi. OLED của bí béo kênh livestream không? Không anh ạ. Kênh văn hóa mà toàn nói gì đâu. Đúng rồi, thề luôn. Anh em thề luôn. Hello anh Ngọc Bích nhá. Đúng rồi, kênh văn hóa mà anh em cứ gì đâu có thể. Muốn làm 2 cộng dây 16 à? Ok anh. OLED suy nghĩ đèn tối, em đâu có suy nghĩ đèn tối, anh em suy nghĩ đèn tối. Cô lấy 20, ok anh trai. Bói đề cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh, nút tắt giao thông kiểu gì chả được gỡ bỏ. À, từ từ nha, hầu đập cơ nha, đồ ấn nhặt 9-40 luôn. Họ thủ lý 19 luôn rồi mà. Từ nha. Ui giời, ôi giời, may bắn 4 rồi còn kèm theo kháng tất cả 5 ạ. Rồi ôi luôn. Thế cho nó cẩn thận luôn ạ. Mở điện ảnh. Điện ảnh thật đấy chứ. Mở đi em ạ. Hello anh, em cảm ơn anh Nam Nguyễn nha. Ôi cái gì đây. Đùa, em vừa mới cảm ơn xong em đọc nốt cái comment của anh mà. Chà, buồn luôn. Xè thốn luôn, tận rốn luôn. Em chơi ạc thiếu lầm, anh có thể chỉ em cách build đồ xanh như nào cho ổn được không? Em nghiêm trọng thắng cho anh đi năm hành giúp em nhé. Tập trung chứ sợ mấy ông lan man quá. Đúng rồi, tập trung xem bối đồ đi anh em ơi. Ê, hình như nó giữ dây chuyền à. Tôi thấy nó xếp kê cẩn thận lắm. Nó xếp nhưng nó bán chưa? Nó xếp nó có bán không? Ôi, nó không bán, nó không bán. Nó không bán, nó không bán. Nó không bán anh em ạ. Hôm qua là chuỗi 1, 2, 3, 4. Hôm nay có cái cao nhất là 11 rồi. 11, 8, 5. Em không đấu kiếm. Em có một ông anh đấu kiếm giỏi lắm. Cũng tên Linh. Sao biết đấu kiếm giỏi lắm mấy anh? Em đang đi theo năm hành vũ khí kim rồi, đúng rồi anh, đi theo năm hành vũ khí kim đi, nhưng mà đội đũ mũi thủy nhá, đội mũ thủy nhá, đừng có đội mũ kim. OLED chắc vẫn còn zin đấy, em rõ ràng em zin đét luôn này. Đi nào không biết. Em OLED thì zin cái lỗ tai thôi. Có nên bói cái dây chuyền này không nhà? Gương rồi đấy. Bói cái dây chuyền này nha anh em nha. Gì? Ui 4280 luôn. Wow. Úi dồi. Xin. Xin lực 151 luôn cho nó cẩn thận. Không còn lời. Ôi cái này ngon à. Xin lực 151 luôn cho nó cẩn thận luôn. Giữ như đúng rồi. Giữ như vàng như bạc luôn. Thề. Hôm nay bị gì thế mấy fan á. Hôm nay anh em không hiểu sao cứ đòi ngập nước rồi. Cái gì rồi đụng chạm ngập nước rồi cái gì đấu kiếm đấu gì ở đây. Đã sinh lực 151 nhưng mà lại phải kháng lôi một luôn cho nó cẩn thận. Làm cái ngôi sao may mắn cho nó. Ê được. Rồi thấy rồi. Ngon. Ôi hôm nay chưa được quyền tẩy thí kinh nào mà. Ba vẫn là mật tịch rồi.
Chuẩn bị hạt 5 độc của em lại phun vẫn là một tịch rồi. Mua vẫn là một tịch của lên. Kim ô lết ơi, có thể cởi trần ra được không? Không anh ơi, chết dở. Anh em đã thấy mấy quyển rồi? Ba, hình như được ba quyển. Một kim ba quyển, một kim ba quyển đã có rồi. Kim ba quyển là gì nữa? Tao chặn thằng Ngọc Nguyễn Tây Độc rồi. Lúa đấy, có cần phải như vậy không? Từ từ nha. Hầu này, con cuối này. Nó giữ đồ của nợ gì này. OLED ơi, xin giá gì anh ơi? Xin giá. Giá đỗ. Xin cái giá cỡ trần đúng không? Muốn em cỡ trần đúng không? 5 lít. Muốn cỡ trần 5 lít. Ai lại gọi điện giờ này đây này? Ai lại nháy số của em đấy? Ai đi nháy số Momo đây? Ông có like bên TikTok không anh ạ? Em like bên đây anh em xem. Em like bên đây em dép của mình anh em vỡ cú ngọng rồi like TikTok chắc được. Bi với xẻ vừa làm 50 triệu sang. Căng đấy. Để lọc đồ sinh nội lực 70, ồ hợp lý đó anh ạ. Đúng rồi. Bây giờ mình phải nâng tầm cái phôi của mình lên. Để nâng tầm cái phôi lên, đúng rồi anh ạ. Ê nó giữ hai cái dây chuyền được nữa. Ê nó giữ hai cái dây chuyền lên này. Đục thủy tinh à? Ờ từ từ nhá. Hầu đập nhá. Hầu này. Nó giữ hai cái dây chuyền liền cơ. Ủa nó giữ hai cái dây chuyền em ạ. Chào buông nó thôi. Chào buông từ từ. Phải viên thủy tinh à? Tâm này mà ra vũ khí. Từ từ nạp viên thủy tinh cái đã. Nạp viên thủy tinh nhá, để em chào buông hai cái dây chuyền này, một nam một nữ. bốn mươi mười bảy luôn cho nó cẩn thận này được này. Cái mũ này có cái gì mà nó nhặt à? Mình phải chỉnh thể lực nữa. Được, chào buồn hai cái dây chuyền á. Thế cái dây chuyền có kháng tất không, có kháng tất cả mà sinh lực nội lực 15x bán luôn được không? Được anh. Từ để em chào buồn cái dây chuyền này đã. Chào buồn cái đã. Ui giời kháng lôi ạ. Chào buồn cái đã. Ui giời. Cả ba lạ nhất cả 30 luôn đi vào việc đi em ơi. Xin linh nhạc được không? Cảm ơn. Ok anh ra đây, anh ra. Em đang chơi con thiếu lâm treo năm hành vũ khí kim. Em xài nón áo nhẫn, em xài nón áo nhẫn trên, nón áo nhẫn trên dày thủy dây chuyền thổ bao tay ngọc bội mộc, bao tay ngọc bội mộc nhẫn đai lưng hỏa. Không biết đúng chuẩn anh ạ, chuẩn ở đây anh Dài ạ. Nhưng mà vũ khí đây anh phải là vũ khí trừ một thì anh mới mặc được kiểu đó. Vũ khí là sát thương ẩn một và không kích kháng độc. Một hai ba bước đều mặc động sát không ăn thua. Đen anh ạ. Mai đổi đi làm đánh lính. À, được. Đi đâu rồi là đánh đâu được.
Đúng lòng tiền những góc khác được không? Này họ dây khắn cả. Giờ vật dụng của hàng kim ra kìa. Có định qua thiên ngoại, thiên ngoại dị yêu lẽ có chứ, có qua thiên được ngoại lưu tinh nhá. Để cái đồ kia đây nhá. Ừ, chào thế, hồi đập đi đi. Còn nhiều không? Còn mấy? 360. Ui, kháng lôi 30 luôn, rất cẩn thận. Ngon. Ui, quả áo chất nhở. Không. Ui. Không thấy phá hủy luôn, nó cẩn thận rồi. Chỉ được mà. Dạo này chúng nó đánh nét VL không lụm được tí tiền vạn nào. Rồi thả đi em ơi. Oleg CL phá hành vũ khí kim mang sao cho Colon phá hành vũ khí kim mang sao cho nó hợp lý á. Colon thì ví dụ như mang phá hành vũ khí kim thì ví dụ như là anh không nhất thiết phải đeo dây chuyền thổ, đúng không? Anh đeo dây chuyền kim sức mạnh trừ 1. Áo kim kháng độc trừ 1. Mũ thì có thể dùng là không thể phá hủy, sao không hút được, không có đâu hút được không? Ê, hình như là nó không bán dây chuyền à? Ố nó lại không bán à? Lại hai cái giày nữa à? Được đó, được đó, được đó. Chẳng lẽ là sinh lực trên 170 thì lại ảo quá nhờ? Nó là điện ảnh quá đúng không? Giờ giữ hai cái không thua, giờ giữ phải ba cái đi. Được, anh khui được, có hai quả hàng này. Khui quả hàng này, khui này. Cứ để hai quả hàng bói. Ủa, giữ không? Giữ à? Nó đang xếp, ờ, nó đang xếp, nó rất cẩn thận luôn ạ. Rồi, rồi. Có hậu đập không? Có hậu đập đi. Hậu đập đi. Chào buồn đây, chào buồn em đó đây. Hết chưa? Chưa. Ui, à, hết rồi. Giữ 3 cái giày này. Ui, kháng tất cả 10 này, lên 10 rồi anh em ạ. 10, 15, 30 lên, cũng được. Sinh lực nội lực luôn. Được. Dây này được đấy. Nếu mà choáng 40 thì tuyệt vời luôn nhỉ. Choáng 40 là ngon luôn đấy. Cẩn thận đấy. Ôi 13 luôn. Ôi may mắn 9 kháng lôi 10. Kháng tất cả 13 này. Ôi cẩn thận vậy. Ôi quả dây cẩn thận vậy. Từ từ nha. Biến này dây vậy. Ôi dây cẩn thận vậy. Ui kháng lôi 30 này. Cái dây này mà lại kháng tất cả 13 này thì mới đẹp này. Ui rồi ôi lúa đấy nhở. Này 13 này 10 này. Lúa đấy. Được. Nói xử đấy, đã đến giờ rồi em ơi. Văng đi em ơi. Văng đi. Văng tiếp. Ui rồi. Văng ok. Nó cả 2 năm nội thực 160. Văng đi. Đang đến giờ. Đấy đang văng. Lên 13 rồi. 13 văng cao nhất rồi. Ai cứ gọi vào số điện thoại mình nhỉ. Anh em ơi làm ơn đừng có gọi số điện thoại em nhá. Không em lại gọi nhờ anh em khủng bố đấy. Sốp cho em á. May mắn 9 con kháng tất cả luôn. Quả dây tầm thế giới chứ. Điện ảnh không? Quả dây điện ảnh không? Dây điện ảnh. Để anh, để anh. May mắn tấn trình bao nhiêu em chả biết. Không biết có ai cần không. May mắn 9 thì em nghĩ là sẽ vẫn có người cần đấy. Cái đội mà thích đánh bot người ta vẫn thích đấy. Sợ xét động sát không phải là ai thích mượn là mượn được.
Từ từ nhá, để anh xem ai gọi điện cho nhá. Alo. Ai đấy ạ? Cái gì ạ? Thề luôn không biết cái ông nào cứ gọi điện cho em, thề luôn. Anh em có thể gọi vào cái số ông này được không? Đi gọi cho em lại bảo là em có phải Linh Bắc Kỳ không? Nghe nó nhức nách. Thề không biết con người hay là con gì. Cứ gọi nãy giờ thôi. Em nhìn mấy cái số lạ lạ này em không muốn nghe rồi. Dây may mắn chín ngắn tất cả còn bao tiền em không biết anh ạ. Làm gì tinh kìa. Đây 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 đây, chả có nhẽ em lại. Em lại quăng lên kênh để anh em gọi điện trêu. Ơ từ 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 từ. Hold up nhé. Hold up đi anh. Kháng lôi 28 luôn cho nó cẩn thận. Ui cái này 40 đẹp này. Ơ phun à, từ 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 phun 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 đồ. Từ từ nha. Từ từ anh em bình tĩnh nhá. Sau phun đồ nhanh nhé. Ôi phun đồ nhanh vậy. Thả đi em ơi. Trong lúc mà anh lốc cho em vài gạc đấy. Từ lốc đấy. Nay được 5 viên thủy tinh à? Tí tí rồi tổng lên số điện thoại để tớ alo chửi à? Thôi anh ạ. Mình đi làm mấy cái đó làm gì chiếc. Chầm. Hôm nay lên luôn núi rồi chứ không phải bờ, nó cứ ôm hàng khi nào 6 dòng lại ép hợp lý anh. Rồi thả dần đi là vừa đấy em ạ. Vâng. Ê, dây chuyền nó giữ kìa. Nó lại giữ dây chuyền rồi. Còn để đây từ từ anh ơi. Tiếp làm trọng buồng vàng thêm vài con nữa đây. Ờ, hôm nay có một cái dây một cái dây hiện một. Một cái dây hiện một trên 10 đấy anh gà ơi. Hôm nay có một cái dây hiện một trên 10 đấy. Để con ổ lại từ shop ra đi kìa. Đâu đâu con shop máy đấy. 76. Rồi thả đi em ơi, văng đi. Anh làm một quả quế hoa tiểu nha, mà thôi từ từ đang dây. Mai chuyển phái, mai chuyển luôn. Lên số điện thoại luôn, anh ơi cho em gọi xin nghe tí giọng thôi thôi anh ạ. Đặt rồi mà. Mình có làm gì đâu, mình vui vẻ, mình lên livestream vui vẻ với anh em. Bắc Kỳ, Nam Kỳ, nghe nó văng quá. Cô giáo nhặt mất cái nến cắt thường rồi. Em tưởng anh chán giáo thật đấy. Cái gì tao chẳng nhặt. Chưa làm quán nhặt tháo lết em chưa nghe thấy. Mày ẩu lết rơi, người yêu rơi vợ tao còn nhặt cái là nến. Giữ đi, giữ đi, giữ đi. Giữ đi, bờ ly. Giữ đi, bán luôn được ạ. Lại gọi rồi, vẫn gọi rồi, ảo thật đấy.
Nói đến thế nhưng mà vẫn nháy á, vẫn gọi được. Vui tính thật đấy. Vẫn gọi được anh em ạ. Ố, cả ba tay này được nhờ. Phôi nội lực ngon. Cái gì mà phôi nội lực, anh nhìn cái gì mới đi làm phôi? Thì lại chả không phôi à? 40, 19, 11. 40, 19 thì chả phôi. Đồ. Thế mà lại là phôi được áo thật đấy. Chặn đi, chặn hết là gọi là kệ đây. À, em chơi cái bài này để em mở ra để cho nó mất tiền, đúng không? Thật đi em mở ra để cho em mở ra, em không kệ cho nó nói chuyện mình thì em không trả lời cho nó mất tiền, hợp lý không? Cứ nháy đến cứ mở ra thôi, cứ nháy đến thì mở ra luôn cho nó mất tiền, cho nó ngồi nói chuyện được. Mình cũng phải chơi có những cái bài nó hấp dẫn chứ không? Có đồ rèn nữa thì tôi đã bán luôn bà, bình thường mà anh trai. À, làm cái thiên sơn bảo lộ cho nó điện ảnh nhá. Làm ngôi sao có điện ảnh ấy. Nó bán luôn hết luôn kìa. Đăng ký hết rồi đâu mất nửa tiền đâu à. Thì kệ nó anh. Nha, miễn phí thì cho nó gọi miễn phí thôi. Còn nó là thừa tiền nếu mà chỉ nếu cô gọi sang đường dây nóng 113 thế thì nó là điện ảnh quá nhỉ, dây sắt gọi 4 ngày hơn cho gọi cứu hỏa, đường dây nóng gọi sang à 111 y tế thì 115 à 115 y tế là 115 hay 114 nhỉ, 115 114 là cứu hỏa. Lố thật đấy. Khi trận mà nó mà đi phá kiểu đó thì chắc gì đủ não để biết mà đăng ký. Ngưng nhá, đồ hơi. À, đồ hơi có vẻ hơi nhiều đó. Ok. Like a thief in the night. I'm coming for your heart. I'm coming for. Ui giời ơi, nhìn cái dây này. Kháng hỏa 25 em ạ. Trời ơi. Tranh thủ mở văng cái mà. Ui 4 45 6. Chuyển hướng ra nước ngoài tốn phí ngay á. Chỉ em vậy, chỉ em vậy. Để xem nó thừa tiền đến đây này. Này anh em thì nó nhắn tin này, nó chán không? Để anh em này. Này. Mấy áo không biết con người hay con gì này. Cái gì á? Anh em nhìn thấy nó nhắn tin chán không? Số điện thoại nó kìa anh em. Đặt đồ anh Linh ơi, đặt dụng chuyên môn đi kệ người ta đi. Không biết là còn gì. Chuyển qua số điện thoại bên Thái à. Lại tào lao rồi, chuyển hướng gọi một tắt làm nhiệm vụ giá tàu. Tắt làm nhiệm vụ giá tẩu đi, em có để làm nhiệm vụ giá tẩu đâu. Em không để cái gì hết á, nó cứ bị thế thôi. Để ba hờ gọi nữa. Ê, từ nha, đồ hơi nhiều. Còn ba
bạn chặn cuộc gọi thì chặn được mà, em chặn được mà, nhưng mà em không muốn tốn thời gian ấy. Tí nữa em xử lý sau. Kia đi. Ủng hộ lực này. Cái này có cái gì mà nó nhặt? Hướng dẫn cài auto để lụm bán tự động á. Nó bị lỗi anh em hiểu không? Chứ còn em cài thì em cài phát một rồi. Nó cứ chạy đi, tự động chạy này. Lỗi gì? Hả? Đấy có phải là lỗi đâu. Nó bị cái gì? Nghĩa là em bật luyện công để bán đồ đúng không? Ừ. Giống như ở map trên, sau khi nó bán hết đồ rồi thì nó chả chạy ra xa phu để nó đi lên bãi trên. Nhưng mà mình có để không để cái gì đâu. Mình làm cứ gì thử mà xem đó. Mình làm để map gì? Nhưng mà em tích vào cái ô luyện công đúng không? Thì nó mới tự bán đồ đúng không? Ừ, nhưng mà nó phải có tà độ chứ anh. Đúng không? Nghĩa là bây giờ nó sẽ ra thằng... Ví dụ em không để gì thì nó sẽ ra thằng Safu nó ngồi, hiểu chưa? Rồi. Đây đâu phải là lỗi. Ừ, ngày trước em làm được mà sao bây giờ lại bị... Cứ thử thả chuột ra xem nó đi đâu là biết. Biết là nó sẽ ra thằng Safu rồi, anh hiểu không? Nhưng mà sao ngày trước là nó không bị, bây giờ nó lại bị. Ngày nào nó chả thế. Đợt trước em bói cũng có nó bao giờ nó chạy đâu. Bắn tay là nghiệp lắm. Chứ anh cũng bắn auto mấy lần mà. Đây sẽ cho số điện thoại lên diễn đàn thiên địa kèm ảnh nhỏ ngọt nước tìm tình yêu đích thực. Đâu thả tiếp đi em. Đồ tắt nhiệm vụ ra tàu. Không, em có để nhiệm vụ ra tàu đâu mà nó chạy. Ờ, hôm vừa rồi để nó chạy cho tận Lâm An luôn. 4317 luôn, ngon đấy. Ui, cái này 40 nữa thì cẩn thận luôn nè. Nè, 43 rồi này. 4317 đường môn này cứa cũng ok đấy. Có khá đồ ngon rồi các anh ạ. Tí nữa em tổng hợp nhé. Hello anh Minh Đức nha. Khá đồ hay hò. Em có để cái gì đâu anh. Có em là một thằng xài auto cũng nhõi rồi. Em chỉ để mỗi cái bán đồ thôi. Làm gì có để cái gì đâu mà. Ơ, mà chạy đâu cái gì? Em đi sửa đồ. Báo học đồ ấy. Ở trong lúc này ta đi lốc cái ạc này. Chân lạnh chưa? Sắp rồi anh ạ. Em còn nghìn cái cho ngày mai nữa cơ mà. Em còn nghìn cái cho ngày mai nữa mà. Chân đi lạnh toát luôn rồi. Chưa anh. Mặt cắt không còn giọt máu luôn này. Đánh đi, cứ đánh đi em. À, dọn bớt dương đi, ok anh. Xong tuần này. À, vẫn gọi mình. Anh em donate thì mai em làm một ca trang sức. Đúng rồi, nếu mà thực ra là làm trang sức là nó phải đi từ mộc nhân thì mới nâng được. Ngá đi anh em ơi. Đây thì em chặn nó cái. Ố thật đấy. nó nhắn tin này, không biết con gì này. Này, không biết được cái loại con người là con gì. Chán rồi. Không biết là từ nội lực tốc độc sát ngoại được á.
Ui mà hắn 6 luôn cơ mà. Ui mà hắn 6 luôn cơ mà. Ờ. Hắn 6 trừ 2 thì giữ cái nhẫn luôn cơ mà. Nhẫn mà hắn 6 luôn rồi nó cẩn thận rồi. Chờ anh tí nha, anh giao dịch với lại cưới anh ấy. Thương mất. Vội gì đâu. Cái đỏ hơn đâu. Khắc bọt. Đỏ. Chân lạnh. Đồ đang ngon, giao mấy ngày rồi có bán được đâu, 20-40 còn shop. À, mấy cái hàng đó người ta cứ giữ làm gì không biết nữa. Rồi ok, tiếp đi em ơi. Để em chặn cái thằng này quá. Em chặn cái thằng này các anh em ơi. Rồi. Xong rồi đó anh em ạ. Em chặn này. Đã nói là auto lập trình chứ không tích cận công à. Hình như là thế đúng không ạ? Ô kìa chân gà kìa. Lại chân gà. Xử lý được không? Bot. Bot nó bot dưới bot tiểu hoàng kim à? Hay đại? Bây rồi, cơ hội. Anh à chết mẹ luôn. Xin 3 vạn nhé. Xử lý được không? Xử lý được không? PT lại xem nào. Không được rồi. Người luôn ạ. Vâng. Đội cơ động vào việc. Ăn đủ, nổ lưỡng nghi luôn kìa. Đừng có văng ông giáo. Ai làm gì? Nghe mới bảo là anh văng, anh không biết là anh văng lúc nào mà. Tại vì mình thấy đơn giản quá. Đây đây lại đi. Đủ rồi đâu phải văng, em buồn cười thế nhỉ. Văng cho anh là còn phải nhắc lại nó khổ thật đấy. Em ngồi em để đi cắt clip mệt đấy. Không phải nhát. Đi cắt clip cứ phải ngồi mò cái thời gian nó khổ. Hôm qua toàn cắt của anh không. Nhầm rồi đấy. Vào đi đánh đi. Thằng này chắc phan. Lú luôn. Tạm cháu đấy. Đến tại vì clip mình. Dài ấy, clip dài ấy làm rất là mệt anh em ạ. Không đúng như clip ngắn. Ok. Clip nó cứ tiếng rưỡi ấy. Donate cho hẳn một cuộn chỉ cả kim. Đúng chưa? Lấy chỉ màu hay là chỉ đen trắng. Thế nhờ. Mở đi, mở bot đi. Mở mà. Giữ cho đôi cái dây đi, còn mấy con em ơi? 83 con anh ơi. Còn 83 con nữa à? Ok em ơi. Hôm nay liên quan đến toàn là món may mắn kìa. Ông giáo chạy ra đi nhặt đồ rớt 3 vạn thì mình nhặt luôn. Cơ hội, ông giáo cần cơ hội. Ông giáo thấy chạy ra đổ máu. Ông giáo thấy anh em đổ máu chạy ra bị nó đánh chết mất 3 vạn. Ồ vãi cả đùa. Đi ép thêm 100 cái chân xích quánh đi Olet á. Nó phải có mộc nhân anh ạ. Nó phải ép từ mộc nhân á. Mai em thu mua mộc nhân với lại thu kim nữa. Sức đã ok. Mai thu tiếp anh. Chứ bây giờ thu không được đâu. Thu quang không đấy chẳng tí hơn. Niệm thật đấy. Có giữ không? Giữ dây. Ủa chả giữ luôn. Ép từ triệu kk được à. Ăn cắp là không được còn mất 5 tóc. Ép từ triệu kk được à là sao anh Bình nhỉ?
ép từ triệu hoán phù không được à? Không được, không được anh ạ, phải ép từ mộc nhân. Mà mộc nhân này em mấy hôm nay em gom ngày 1 mà cái gì đây? Mộc nhân mấy hôm nay em gom ngày 1 luôn á. Hôm nay là định đánh có 1338 cái thôi. Nhưng mà ai ngờ lại mua thêm được hơn 500 cái nữa. Ê đang full. Power. Em cảm ơn anh Cương Duy nha. 13 may mắn 9. Mở đi em ơi. Hòa về bờ rồi. Được cái gì mà về bờ? Mơ trong đêm bay cao, em đâu biến tình ngay giạt rào. Đồ kìa anh Linh. Dây 19 á, dây 19 thì lấy đâu ra về bờ? Dây gì 19? 2 dây 16 lấy đâu ra về bờ? Đánh bao nhiêu lệnh bài? Không. Đánh bao nhiêu lệnh bài mà đuổi về bờ? 500 lệnh bài. 500 lệnh bài là 40 kim. Riêng tiền ép 500 lệnh bài thì nó rơi vào khoảng tầm là 5 kim tiền mua. Là tổng cả 45 kim. Ba cái dây nó bán được 45 kim không? Tất nhiên là không. Cái gì? Đấy, em giữ một cái dây này. Đánh cỡ 100 con hết lên này. À, thế thì nếu mà đánh 100 con thì là lãi. Thế bảo đánh 500 con thì lỗ tụt... tụt nhĩ. May á, đang định nhà văng. Tỉnh táo. Mộc Nam 19, 15 á, được. Đó được đấy. Làm thủy tinh. Có thủy tinh nè, có thủy tinh nè. Ba con cùng rồi. Bọn này nói rõ ràng thì ướt cho cái này. Thêm 400k của ác nữa là sao anh nhỉ? Cùng ấy. Hết rồi. Hết rồi. Hết ba con cuối cùng. Đâu? Đây em thả nốt cái bói đi. Thả đi, cứ thả đi. Văng đi. Ồ, ai donate này? 100k. Em cảm ơn ai donate 100k nhá. Hai con tiểu với con đại cuối cùng không ra gì, thua. Có một cái dây chuyền cuối cùng nó giữ để bói xem ra gì. Ơ sao mày thoát rồi? Chưa nhặt hết đồ đã thoát rồi. Kèo hai dây chuyền kháng tất cả 10 hiện 1 à? À thế à? Đơn nhất tổng cộng 400 mà kể cả dây bà tin chưa chắc về được. Em có một dây mà anh gà không thấy đơn nhất em nhỉ? Để em xem nào, để em tổng hợp lại xem có mấy dây nào. Đúng không? Hết rồi. Ờ, hết rồi. Luôn. Ơ kìa. Cái thằng này. Cái gì? Ôi kháng tất cả 10 ạ. Nhưng mà không phải hiện 1 ạ. Đọc nội dung chuyển tiền đi chứ em không nhìn rõ ấy. Anh Hải Minh donate à? Anh Lucas. Giải đến. Ôi anh Lucas, anh Hải Minh là anh Lucas đúng không? Em cảm ơn anh Giai nha. Cảm ơn anh Giai. À thế hóa ra là đại gia ẩn mình là đây. Hóa ra anh Hải Minh là đại gia Lucas rồi à? Ok anh em nhé. Kết thúc buổi oánh bót ngày hôm nay anh em ạ.